xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vi. Dạ, không biết sao mà từ trước tới giờ hễ mà tôi ra một cái video clip có một số những cái sản phẩm skincare hơi đắt, hơi đau ví một chút xíu là mấy bà lại la ý ới liền, bảo là trời, review sản phẩm gì đâu mà mắc quá sao có tiền mua. Trời, mấy bà ơi, nói thiệt luôn là đồ skincare của tôi á, vừa có mắc vừa có rẻ. Tại vì tôi luôn đặt ra một cái tiêu chí á, là đắt rẻ không quan trọng, miễn sao là phải hợp với da tôi và mang lại hiệu quả trên da của tôi. Nên là clip tôi đa dạng skincare chứ đâu phải là làm high end hoài đâu. Trời, quan quá à. Giống như cái video clip ngày hôm nay thì Vi sẽ thả nhẹ một chiếc skincare routine chị thâm mụn làm sáng da, dành cho các anh em có một cái làn da nhạy cảm với những cái mức giá rất là bình dân và hạt rẻ. Ok, thì trước khi mà bước vào bước đầu tiên thì mọi người hãy đừng quên đăng ký cái nút đỏ đỏ subscribe channel của Vi bên dưới nha. Thường á là những cái lúc make up á mà để tẩy trang là bước đầu tiên, lúc nào Vi cũng phải dùng dầu tẩy trang hết mọi người. Tại vì Vi không muốn lúc mà make up á mình dùng cái nước tẩy trang á thì thứ nhất là nó chà xát quá nhiều trên da của mình thì nó mới sạch cái lớp make up. Thứ hai á là những cái ngày make up như vậy á thì phải dùng thật là nhiều nước tẩy trang thì nó mới sạch nổi, rất là hao. Dầu tẩy trang mà có mức giá bình dân mà Vi thích nhất từ trước tới giờ là của hãng Skin 1004 mà Madagascar Centella La Linsing Oil. Thì ra mọi người có thể thử cái dầu tẩy trang này, thật sự là cực kỳ sạch và dịu nhẹ lành tính luôn. Trong cái sản phẩm dầu tẩy trang của nhà Skin 1004 thì không chứa cồn nè, không chứa hương liệu, không chứa paraben. Và quan trọng là cái texture của cái sản phẩm á thì nó cũng không quá dày và nó cũng không quá gọi là lỏng như nước, nó vừa vừa mọi người. Tại vì Vi biết á là cái cảm giác của mọi người khi mà dùng dầu tẩy trang thì mọi người sẽ sợ cái cảm giác bứt tắc, đúng không? Nhưng mà đối với cái dầu tẩy trang của Skin 1004 này thì no, hoàn toàn không nha. Cái khả năng làm sạch của em này á rất là tốt và quan trọng là không hề làm nặng mặt. Như Vi nói là nó không quá dày, nó không có làm ảnh hưởng gì đến lỗ chân lông của mọi người hết. Với cái dòng Madagascar Centella thì chắc chắn cái thành phần chính trong sản phẩm phải là cái thành phần rau má. Bên cạnh rau má ra thì trong cái sản phẩm này còn chứa 6 loại dầu hạt chiết xuất từ thực vật: dầu hạt hương dương, dầu hạt quả cam bergamot, dầu ô liu, dầu jojoba, tinh dầu hoa phong lữ và tinh dầu hoa hồng. Vài tuần trước thì Vi có review cái em Skin 1004 này và với bản thân Vi sau một cái khoảng thời gian trải nghiệm thì Vi đánh giá là em này còn sạch hơn cả cái dòng Su Emora đình đám nữa. Thật sự luôn, Vi không nghĩ là nó làm sạch tốt đến như vậy luôn. Những cái ngày make up ấy, chỉ cần lấy ra vài bơm xoa lên mặt nhũ hóa thôi là nó đã rất là sạch rồi. Giá của em này với dung tích là 200ml mà chỉ có tầm 400-500 ngàn thôi thì thật sự là một cái giá quá là tốt luôn. Và Vi cũng từng chia sẻ với mọi người là cái dầu tẩy trang Skin 1004 này là một cái sản phẩm ít được review nhất trong nhà Skin 1004 và ít seeding cũng như là ít PR quảng cáo nhất. Nhưng mà biết sao giờ, Vi cảm thấy nó quá tốt nên là không ai review thì Vi vẫn review cho mọi người thôi. Tại vì xài nó ngon thiệt nên là Vi muốn mọi người biết rộng rãi hơn về em này. Và chắc có lẽ là Skin 1004 không có nhận ra những cái tác dụng, những cái ưu điểm vượt trội trong em này hay sao mà không có chịu seeding, không có chịu PR nhiều cái dầu tẩy trang này mà chỉ chăm chăm vào những cái sản phẩm khác nhở. Cái bước tiếp theo chắc chắn là phải dùng sữa rửa mặt rồi, không thể nào để những cái thành phần tẩy rửa trên mặt mình quá lâu. Và cái sữa rửa mặt tiếp theo là một cái loại sữa rửa mặt mà cũng là không ai review, mặc dù cái hãng này rất là nổi tiếng. Và sau một cái khoảng thời gian Vi trải nghiệm thì Vi quyết định là Vi phải mang em này lên cho bằng được, bởi vì cái em này nó có rất là nhiều ưu điểm luôn. Vi không nhìn nhận thấy một cái khuyết điểm nào trong sản phẩm này hết. Đó là sữa rửa mặt La Roche-Posay, nhưng mà không phải là dòng Effaclar mọi người. Cái dòng Effaclar là cái dòng dành cho da dầu á. Thì cái dòng đó rất là nổi tiếng, được review rất là nhiều luôn. Bản thân Vi thì Vi cũng đã từng sử dụng cái dòng Effaclar đó. Thì nó da chính xác là dành cho da dầu thật sự, nhưng mà không hiểu sao cứ mỗi lần Vi sử dụng em đó là sau đó Vi cảm thấy cái da của mình bị khô căng á mọi người. Nên là từ đó Vi nghiên cứu, Vi chuyển sang những cái loại sữa rửa mặt khác của La Roche-Posay xem là có ok hay không. Thì Vi vô tình Vi trải nghiệm được cái dòng La Roche-Posay Libica Syndet AB cộng này. Thật sự đây là một chân ái dành cho các làn da dầu và kể cả các làn da nhạy cảm luôn. Đây là một cái loại gel rửa mặt tạo bọt, không những làm sạch tốt thành phần lành tính và quan trọng là sau khi sử dụng thì da của mọi người không có cảm giác bị khô căng giống như là cái dòng Effaclar kia. Cái ưu điểm tiếp theo là cái em Libica AB cộng La Roche-Posay sữa rửa mặt này á thì không những làm sữa rửa mặt không mà mọi người có thể sử dụng làm sữa tắm được luôn. Và quan trọng á là hãng claim á là lành tính đến nỗi là có thể dành cho trẻ sơ sinh, trẻ em
Và kể cả các chị em phụ nữ đang mang thai, khi mà apply lên da mọi người sử dụng á, thì mọi người sẽ nghe một cái mùi rất là quen thuộc, đó là nước khoáng Chlorosay. Thì cái nước khoáng Chlorosay này sẽ làm cái nhiệm vụ là giảm kích ứng, giảm viêm và làm dịu da. Bên cạnh đó thì trong em này còn chứa 20% bơ hạt mỡ cà lại. Nó sẽ hỗ trợ, nó sẽ bảo vệ, nó sẽ cấp ẩm gọi là một cách chuyên sâu, cũng như là không có làm cái da của mọi người bị căng kích, không có làm cho cái lớp màng dưỡng ẩm của mọi người bị khô, bị suy yếu sau khi sử dụng. À, bên cạnh đó thì một cái thành phần rất là phù hợp cho những cái làn da dầu nè, niacinamide. Đây là một cái thành phần mà quá là quốc dân trong cái vấn đề là hỗ trợ điều tiết bã nhờn, rồi làm sáng da, cải thiện lỗ chân lông, giảm viêm. Vậy như Vi nói ban đầu là mặc dù cái thành phần lành tính dành cho các chị em phụ nữ có thai và dành cho các baby, trẻ sơ sinh, trẻ em, nhưng mà cái khả năng làm sạch nó rất là tốt nha mọi người. Quan trọng vẫn là cái ưu điểm là sau khi mà Vi sử dụng thì cái cảm giác không hề gây ra trên da của Vi bất kể một cái cảm giác khô, căng, khó chịu gì hết. Dùng sướng thật sự luôn ý. Chính vì vậy, we highly recommend các em sử dụng mặt La Roche-Posay Libica AB cộng này dành cho không những là các làn da nhạy cảm đâu, mà các làn da dầu vẫn có thể sử dụng được. Mặc dù là không ai booking review cái em này, Vi cũng chả hiểu sao thật sự luôn. Những cái sản phẩm nó tốt như vậy mà tại sao không được review rộng rãi nhở? Những bạn mà đang gian nan với lại cái dòng sử dụng mặt La Roche-Posay, cái dòng Effaclar được review rất là nhiều, ở các bạn tin tưởng, các bạn sử dụng nhưng mà các bạn vẫn gặp cái trường hợp khô căng á, thì các bạn có thể chuyển qua sử dụng cái em La Roche-Posay Libica AB này ha. Không bao giờ làm các bạn thất vọng luôn ý. Sau cái bước sửa rửa mặt thì Vi sẽ dùng toner. Em toner rất là quốc dân, Clear Super Preparation and Sense Toner. Dài quá nên là Vi thường đọc cái em toner này là toner Clear tím không à mọi người. Đây là một trong những cái dòng toner mà Vi cực kỳ thích nhất, thích nhất trong tất cả những cái dòng toner của Clarins luôn á. Cái sản phẩm này khi mà Vi sử dụng thì Vi cảm nhận là nó sẽ thiên về cái nhiệm vụ làm dịu da và cấp ẩm là chính. Cái trường phái mà giảm kích ứng làm dịu da thì sẽ có axit lúa mì nè, và có pantenol là vitamin B5. Trong cái toner clear Clarins tím này á thì đặc biệt là không chứa cồn, không chứa hương liệu, không chứa chất bảo quản và không chứa luôn những cái thành phần gây kích ứng cho da như chất tạo màu rồi cái thứ này kia. Đó thì mọi người sử dụng cái em này mọi người rất là an tâm. Nó không có làm sáng da hay là cải thiện lỗ chân lông gì đâu, mà nó sẽ đánh vào cái vấn đề là làm dịu da cũng như là cải thiện cái màng dưỡng ẩm trên da của mọi người thôi. Có một cái đặc điểm là khi thoa lên da thì cái sản phẩm này nó cũng không thấm nhanh vào da, mà nó sẽ để lại một cái lớp màng dưỡng ẩm, tại vì nó sẽ thiên về cấp ẩm nên là nó sẽ không có gọi là thoa đâu thấm đó liền được. Nhưng mà Vi thích cực kỳ vì điều này nha, kiểu như cảm giác cấp ẩm ngay và luôn lúc đó, và đặc biệt là những lúc mà da Vi bị kích ứng thì Vi đều lôi cái em clear tím này ra sử dụng không à. Và đối với cái em này thì không có lý do gì để làm cho da của bạn bị kích ứng, ngoài trừ cái lý do là da của bạn quá dễ bị bít tắc và cần một cái loại sản phẩm toner nó gọi là thoa tới đâu thấm nhanh tới đó nhiều hơn là một loại toner mà dạng xịt như thế này của Clarins. Đó thì còn lại thì đều rất là ổn, chất lượng ok, giá thành cũng khá là rẻ. Chỉ dưới 400.000 thôi là mọi người có thể pick up được một cái em toner dành cho da nhạy cảm với cái dung tích là 180ml như thế này rồi hen. Nãy giờ thì Vi recommend cho mọi người những cái sản phẩm mà thiên hướng làm dịu da, giảm kích ứng và rất là lành tính và dành cho da nhạy cảm hết. Nhưng mà không có nhắc nhiều đến cái vấn đề là chỉ thâm mụn làm sáng da đúng không? Da thì đây, cái bước serum này là cái bước tiên quyết để giải quyết những cái vấn đề sắc tố da đó. Serum của nhà Senka White Beauty Serum. Sản phẩm này là một cái sản phẩm mà trước khi bùng dịch thì Vi đã sử dụng. Vi sử dụng đến nay cũng đã hơn một tháng rồi. Ngay trong những ngày mà mình nghiên cứu về cái vấn đề chỉ thâm nám sáng da bằng cái thành phần Tranexamic Acid thì mình cũng đã sử dụng em Senka này. Khi mà bưng cái sản phẩm Senka này ra, mọi người sử dụng apply đầu tiên trên da thì mọi người sẽ không nghe bất cứ một cái mùi hương nào trong em này luôn á mọi người. Không những là cái feeling mình không nghe được mùi, và trong bản thành phần thì cũng không hề có hương liệu cũng như là chất tạo màu luôn. Thành phần chính nổi bật trong em Senka White Beauty Serum này đầu tiên chắc chắn là cái thành phần M-Tranexamic Acid, cái thành phần ban nãy Vi vừa mention. Trước đây Vi đã từng làm một cái video clip so sánh cái thành phần Tranexamic Acid chung với lại cái Hyaluronan, thì Vi cũng review cho mọi người một số sản phẩm có chứa Tranexamic Acid, nhưng mà những cái sản phẩm đó thì nó cũng hơi gọi là
viêm màng túi, tắc tiền chút xíu. Nên là ngày hôm nay trong cái chủ đề mà skin care làm sáng da chỉ thâm mụn cho da nhạy cảm mà có giá bình dân thì Vi cũng sẵn sàng recommend cái em Senka này cho mọi người luôn. Da và nếu mọi người xem review của Vi thì mọi người cũng biết là cái thành phần Genismic Acid thì hoàn toàn có thể đặt lên bàn cân so sánh với lại Heroinol trong cái vấn đề giải quyết cái tình trạng thâm nám cũng như làm da trắng sáng mà ít gây ra tác dụng phụ, những cái hiện tượng đỏ rát da nhiều hơn Heroinol nhiều lắm luôn mọi người. Và quan trọng là cái thành phần em Genismic Acid này thì hoàn toàn phù hợp với những bạn mà không có khả năng mình sử dụng vitamin C á, thì mình có thể thử sử dụng cái thành phần Genismic Acid này thử. Vì Genismic Acid là một cái thành phần thứ nhất là ít gây kích ứng, thứ hai là không gây bắt nắng cho da, và thứ ba là cũng ít gây ra cái hiện tượng hầu như là không có luôn, không có hiện tượng oxy hóa giống như là cái vitamin C, là mình bảo quản mình sử dụng nó cũng dễ dàng hơn rất là nhiều. Ngoài cái thành phần Genismic Acid ra thì trong cái em Senka này còn được hãng claim là đi kèm với những cái thành phần khác, chẳng hạn như là tinh chất chiết xuất hoa anh đào, tơ tằm trắng, cám gạo, mật ong và ngải cứu. Thì đó, khi mà Genismic Acid kết hợp với lại những cái thành phần trên thì sẽ boost cái hiệu quả trong cái việc là trị thâm mụn, làm sáng da cũng như là làm da trắng sáng, và đặc biệt là về cái thành phần ngải cứu còn là một cái thành phần làm khá là tốt trong cái vấn đề là làm giảm viêm, giảm hiện tượng kích ứng. Trước giờ Vi thấy là một số sản phẩm của Hàn Quốc mà họ đã bắt đầu áp dụng cái thành phần ngải cứu này trong những cái sản phẩm skincare, những cái sản phẩm chăm sóc da của họ. Trước giờ thì Vi chỉ thấy là Hàn Quốc áp dụng cái thành phần ngải cứu này thôi nha mọi người. Nhưng mà lần này thì Vi rất là bất ngờ là Senka là một cái hãng của Nhật Bản mà vẫn lựa chọn tin tưởng áp dụng cái thành phần ngải cứu này trong sản phẩm. Thì chắc chắn là mọi người cũng biết là ngải cứu mang lại cái sự tin tưởng và đã bắt đầu được cái hãng skincare khắp các châu Á nhìn nhận và nhận thấy kết quả rõ ràng về cái thành phần này rồi ha. Ngoài ra thì trong cái sản phẩm này còn có cái thành phần hyaluronic acid là một cái thành phần vàng quá là quen thuộc trong cái làn dưỡng ẩm cho da rồi. Và đặc biệt là nếu mà mọi người có để ý thì trước giờ tất cả những cái sản phẩm nào thuộc tập đoàn Shiseido thì trong sản phẩm cũng sẽ có những cái thành phần độc quyền mà của từ tập đoàn Shiseido này luôn. Ví dụ như trong em serum Senka White Beauty này thì có cái công nghệ độc quyền là Naturan với khả năng thúc đẩy quá trình thẩm thấu, giúp cho các thành phần có trong sản phẩm, những thành phần mà nãy giờ Vi review á, đi sâu và nhanh vào da hơn so với những loại sản phẩm khác. Cái kết cấu của em này khi mà Vi apply lên da thì nó cũng không quá gọi là thấm nhanh, thật sự không thấm nhanh giống như là những cái sản phẩm mà dạng lỏng như nước đâu, nó hơi đặc, là một dạng serum đặc nha mọi người. Nhưng mà không phải vì không thấm nhanh như vậy mà gây cảm giác nặng mặt hay là khó chịu bết dính gì. No, hoàn toàn một cái cảm giác rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, không hề có cái trường hợp là nặng mặt hay là dính dớp gì hết, chỉ là nó không thấm nhanh, nó sẽ để lại một cái lớp màng dưỡng ẩm và từ từ thấm vào da thôi. Mặc dù hãng không có claim cái thành phần Genismic Acid trong cái em Senka này là bao nhiêu, nhưng mà theo như những cái kết quả mà Vi nhận được về cái sự cải thiện đều màu da thì mặc dù chỉ mới sử dụng gần một tháng hơn thôi, nhưng mà Vi thấy rất là rõ những cái thâm mụn của mình cải thiện qua từng ngày Vi theo dõi luôn mọi người. Nên là theo những cái kinh nghiệm của Vi khi mà sử dụng Genismic Acid á, thì Vi mạnh dạn đoán cái nồng độ Genismic Acid trong cái sản phẩm, trong cái serum Senka này nằm trong khoảng 2-3%. Nếu mà thật sự nằm trong cái khoảng đó thì rất là ok, quá là ổn rồi. Nồng độ này là một cái nồng độ phải nói là vừa đủ, không quá cao cũng không quá thấp, không làm da bị kích ứng nhưng vẫn phát huy được cái khả năng trong cái việc cải thiện sắc tố da cũng như là làm da trắng sáng. Và cuối cùng là Vi sẽ nói về giá của em này. Cái giá của em này là một cái giá rất là hời. Vi pick up em này chỉ có 249.000 với dung tích là 35ml thôi mọi người, rất là rẻ luôn. Với một cái sản phẩm lành tính, không chứa hương liệu, không chứa chất tạo màu và mang lại cái hiệu quả như em Senka White Beauty Serum này thì cái giá này hoàn toàn hợp lý cho tất cả mọi làn da, và đặc biệt là cái làn da nhạy cảm luôn. Và mọi người biết không, có những ngày, một số ngày Vi quá lười sử dụng kem mắt á, thì Vi thoa cái sản phẩm này lên cái vùng dưới vùng mắt của Vi. Vi cũng cảm thấy nó rất là ổn nha, không có gây cảm giác châm chích, và kể cả những cái khóe miệng luôn không hề gây ra cái cảm giác kích ứng gì hết. Bởi vì Vi thấy là cái thành phần ngải cứu á, thì không những làm dịu da, làm giảm kích ứng mà nó còn sẽ làm tốt cái nhiệm vụ là thúc đẩy tuần hoàn máu, nên là cũng sẽ hỗ trợ giúp cho da vùng mắt của mọi người một phần nào đó cải thiện được cái hiện tượng thâm quầng, nếp nhăn và làm sáng cái vùng da mắt đó mọi người. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, chứ nếu mà mọi người không ngủ sớm thì có 10 cái em này hay 100 cái em Senka serum này cũng không thể cứu rỗi cái vùng da mắt
panda của mọi người được đâu nha. Cái bước cuối cùng cũng là cái sản phẩm cuối cùng mà Vi muốn review mọi người, là một cái sản phẩm mà Vi cũng không thấy bất kỳ ai review trên YouTube. Tại vì bản thân Vi xài thì ok, mặc dù không được brand booking, mình vẫn vui vẻ review thôi. Alo, alo Ren ơi, kem dưỡng Good & Dog Centella Repair Cream. Mọi người yên tâm đi, đến thời điểm bây giờ thì Good & Dog là cái hãng là không thèm booking ai luôn hết. Cho nên là review cái gì của Good & Dog là cũng không có sponsor gì đâu ha. Còn Vi chọn sử dụng thử cái dòng kem dưỡng cream râu má này là tại vì cái thành phần nó quá ngon mọi người. Khi mà mọi người nghe tới Centella, mọi người biết thành phần chính là gì đúng không? Râu má. Thì râu má sẽ có nhiệm vụ gì thì mọi người cũng biết rồi đúng không? Nhắc lại những cái keyword sơ sơ thôi ha. Làm dịu da, giảm kích ứng, làm lành nhanh vết thương, rồi kháng viêm, kháng khuẩn. Tiếp theo là cái thành phần ceramide, là một cái thành phần cấp ẩm và làm hàng rào bảo vệ da của mọi người được vững chắc hơn, được ổn định hơn. Tiếp theo nữa là cái thành phần vitamin B5, cũng là một trong những cái thành phần mà nó quá là tốt, giúp phục hồi da, tăng sức đề kháng trong da. Rồi allantoin cũng thiên về làm mềm phục hồi da, sodium hyaluronic cũng làm cấp ẩm, giảm được cái hiện tượng kích ứng. Và bên cạnh đó thì còn có vitamin E chiết xuất dầu thực vật, những cái thành phần mà thiên về dưỡng ẩm và chống oxy hóa trên da. Khi mà Vi mở cái sản phẩm này ra mọi người, Vi sử dụng á thì Vi nhìn thấy cái kết cấu, Vi nói chết cha rồi, trời ơi, Vi ngán rồi mọi người, Vi hơi bị rén rồi nha. Vi nói trời ơi, cái kết cấu vậy chắc lên da dày lắm, đồ này kia, bí bách các thứ này kia. Nhưng mà no, mọi người ơi, sai lầm hoàn toàn. Đúng là khi mà thoa kem này lên da thì nó sẽ không có thấm liền, nó sẽ không có thấm nhanh giống như những cái loại mà thoa đâu thấm đó. Nhưng mà nó cũng hoàn toàn là nó mỏng tên, nó là một dạng gel cream chứ không phải là một dạng giống như là những cái kem dày, kem đặc của những cái hãng khác. Nó một dạng gel cream, nó mỏng tanh, nó nhẹ tên trên da luôn. Và sau ra nếu một cái dòng gel dưỡng ẩm mà nó có khả năng làm giảm kích ứng, dưỡng ẩm, cấp ẩm ổn giống như cái em Centella Good & Dog này, giá dưới 500.000 thì hoàn toàn xứng đáng được đặt lên bàn cân, được cạnh tranh và được mọi người biết nhiều hơn. Chung với tất cả những cái dòng sản phẩm dưỡng ẩm cũng thiên về râu má có mặt trên cuộc đời này luôn. Ok, thì đó là full cái chương trình skincare routine của Vi ngày hôm nay. Thì đó là tất cả những cái bước chính, cái bước cuối cùng là cái bước dưỡng môi xong rồi đi ngủ thôi. Thì đây là toàn bộ cái skincare routine trị thâm mụn, làm sáng da mà có giá bình dân, hoàn toàn hợp lý cho các anh em đang có một cái làn da nhạy cảm. Thật sự thì bản thân Vi không những Vi muốn review cho các bạn những cái sản phẩm ok mà Vi đã từng trải nghiệm không đâu, mà bên cạnh đó Vi còn muốn recommend cho mọi người những cái link mua sản phẩm uy tín cho mọi người đỡ lo giữa cái thế giới, giữa cái cộng đồng xã hội vàng thau lẫn lộn như thế này. Chính vì vậy mà Vi sẽ để tất cả những cái đường link pick up sản phẩm uy tín bên dưới phần description box, phần mô tả. Mọi người có thể xuống dưới và mọi người check hang. Ok time, nếu mọi người thích video clip này thì hãy đừng quên cho Vi một like cũng như là một subscribe, cái nút đỏ đăng ký channel của Vi bên dưới để Vi có nhiều động lực hơn nữa và ra cái video clip tiếp theo cho mọi người xem nha. Chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video clip tiếp theo rồi. Bây giờ thì bye bye và see you next video mọi người.